cây hy vọng ai được vậy ta, sao mà không thấy báo gì hết vậy, bác nào chưa lít nó là bị xê vậy, còn cái gương cây đâu mất tiêu rồi. Ok, vậy là mới vừa chỉnh là nó tạm ổn rồi. Hiểu không? Võ lực nha. Hello Phạm Đạt nha bạn ơi. Anh em đi ngang cho mình xin một follow để chia sẻ đây em ơi. Hello quản lý idol nha, hello Star Gambling nha. Con thằng kia cũng treo mất tiêu rồi, giờ phải chờ 5 phút nữa mà. Xíu anh cho cái nha Huy ơi. Mở hết ca kia thiếu mà được bao nhiêu đây này, toàn ghét không. Này dòng tí không được rồi. Hello anh Duy nha. Anh em chờ xíu nha để mình đổi à. Đi tiếp nha anh em ơi. Hello Phạm Kim Chi nha, anh em chờ xíu để mình đổi giờ ngạc để mình đi tiếp nha anh em ơi. Hello Vũ nha. Xíu nữa quý anh, 1 2 tiếng gì nữa. Hên xui thôi, muốn like tới bao nhiêu like không? Anh em chờ xíu nha để mình lau mặt lại để mình đi tìm kiếm tiếp nha anh em ơi. Mình đang setup hạt lon để mình đi tiếp nha em ơi. Hello Tuấn nha.
anh em nào đi tầng kiếm quay chung với mình nha anh em ơi. Thằng kiếm nha anh em ơi, server hiện tại mình đang live là zh2anhem.online nha anh em ơi, phiên bản là hoàn toàn free nha, tất cả đồ đạc và mặc địch hỗ trợ free nhiều nha anh em ơi. Hello Duy Nguyễn nha, hello Lợi Tony nha. Anh em đi ngang cho mình xem một lượt follow, lượt chia sẻ đấy anh em ơi. Anh em nào đi tầng kiếm quay chúng mình nha anh em ơi. Anh em đi ngang cho mình xin một lượt follow, lượt chia sẻ đó anh em ơi. Hello Kỳ Phong nha. Đồ đạc hiện tại mát pin của server là hằng ưng sói kẹp chiến khí sát hằng với là lăng xương nha. Kim xà chính, bét chính. Mặt tịch mát pin là chỉ số là 124 nha bạn. À, hiện tại mình đang like chứ là clone để mình đi tầng kiếm thôi cho nên nó không được đẹp đâu. Đồ con nhắc hiện tại là đồ hằng ưng sói nè, kẹp chiến khí sát hằng với lăng xương ấy. Đồ ai cũng như nhau thôi, quan trọng cái hướng build của anh em nó phối đồ khác nhau ấy, tùy theo người phái sẽ chẹp đồ khác nhau. Chẳng hạn như Minh Giáo Bút á, mình đang đi là bốn sói với lại hai món chiến khí sát hằng này. Còn kim xà thì kim xà chính, bét chính. Đồ con nhắc hiện tại là trên bảng F3 mình nha. Server này anh em chơi là hoàn toàn free cho nên không sợ chênh lệch nhau đâu. Anh em vào sau hay vào trước đều như nhau hết, không có lệch gì hết đâu anh em ơi, chỉ lệch nhau ở cái hiệu thôi. Hello Nguyễn Ngọc Khánh nha. Tiễn người đi tầng kiếm đó anh em ạ. Hello Phùng Thái Hùng nha.
Anh em nào thắc mắc về phiên bản mình đang like cứ comment nha. À cái hạt này là clone để đi thành kiếm cho nên một tịch thấp nha Khánh Nam ơi. Còn mặt tịch mapping hiện tại của server là 124 ấy. Đồ đạc thì hoàn toàn free từ A tới Z luôn. Thì tuyển người đi tìm kiếm mà sao không có ai đi hết vậy ta? Để kiếm một ạc 120 hoặc 124 soi cho anh em coi. Anh em đi ngang cho mình xin một lượt follow, lượt chia sẻ đấy anh em ơi. Này mặt tịch 123 Minh giáo huyết ngăn nha anh em.
Tối đi không xin heo lụm đồ. Có nha ông ơi, tôi còn rất chi là nhiều bạc để đi tìm kiếm nha. Anh em đi ngang cho mình xin một follow để chia sẻ nữa em ơi. Hello Nhâm Kính Tây Ninh nha. Hello Tùng Kim nha, anh em đi ngang cho mình một lượt follow để chia sẻ đó nha mày. Anh em đi ngang cho mình xin một lượt follow, lượt chia sẻ đến em ơi. Anh em nào đi tìm kiếm thì qua đi chung với mình nha anh em ơi. Rồi, let's go anh em à, đủ người rồi. Này, ai đi rồi vậy? Chưa tan làm sao mà đi. Anh kia đi rồi sao không đưa anh Hùng Hiếp này ta. KCSTV. Một slot này anh em à. Let's go. Thank you.
mơ mới đã hội tụ, bát mạch chân kinh tranh thần thù, tìm mô bạch hồ rực sáng một trời mây, biển kinh mật đạo phủ vây. Những trí trai không hề phai, dốc toàn chân nguyên sung huyệt đạo, hòa lâm hùng anh có bát mạch thần thông, vì ai sẽ là minh chúa. Sông như bò đang thái thành tung hoành, sông như đường môn thiết liên tư xa, cùng thêm nhân là vì hoa let go. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa biết rút kiếm tàng kiếm. Bất kỳ hệ phái nào cũng rút được 5 kiếm một lượt hết nha. Chỉ cần tẩy tiềm năng 5 dòng, mỗi dòng cộng 250 điểm ấy, mà dùng một con ngạc để mình rút được 5 cây kiếm luôn ấy. Đơn giản mà có gì đâu mà khó. Có hai cách để rút kiếm. Một là làm một con ạc build 5 dòng tiềm năng, mỗi dòng 250 điểm, là một ạc đó có thể rút hết. Còn không thì 5 hệ phái rút cùng lúc. Mình đi tăng kiếm mình nên build một con ạc, chẳng hạn như ạc thiếu tâm trường á, mình sẽ cộng tiềm năng 5 dòng 250 điểm ấy, rồi dùng một ạc mình rút cho nó nhanh. Hello anh em đang xem live nha, chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ với gia đình nha anh em ơi. Anh em đi ngang cho mình xin một lượt follow, lượt chia sẻ đi anh em. Vẫn còn mỗi một IP máy tính chỉ được long 3 đi tàng kiếm thôi nha. Cho nên mình một mình cầm 3 rồi mình BT thêm anh em ở ngoài đấy. Hello anh đi nha. Còn muốn long nhiều hạt ở ngoài thành đồ thì tùy hệ phái nó sẽ long được. Còn đi tàng kiếm là chỉ 3 nhân vật trên một ID thôi. Anh em nghiêng cho mình xin một lượt follow, được chia sẻ nha anh ơi. Còn anh em nào mà cần ạc hoặc là cần kim phiếu ở server cứ liên hệ cho mình nha. Anh em cứ qua tiểu sử trang TikTok mình nha, mình có ghi đầy đủ thông tin mình đó ấy. Giờ đây chơi chung với tôi nè, ông khách bút này. Bản này hiện tại là Martin là chuyển sinh 10 level 99 nha, hoàn toàn free, đồ đạc hoàn toàn free luôn nha. Không cần đủ 5 phái đâu. Đi tàng kiếm hiện tại là không cần đủ 5 phái. 2 phái đi cũng được, nhưng mà quan trọng là đủ 3 ID máy tính mới đi được tàng kiếm. Và mỗi một ID máy tính chỉ long được tối đa 3 thôi. Đúng rồi đấy Phong ơi, đang combat lại mới combat lại qua nay ấy. Thằng kia sao không ngẫm luôn rồi kìa. Một thằng ngẫm rồi. Mấy đạn anh nào ngẫm ngay đâu rồi. Vậy nào cho clone dậy đi ông ấy ơi. Mới cơm bát lại được qua nay đấy không ai. Cũng ngon đấy ông ơi. À lâu quá là do mấy ông kia phá ấy. Đi đè đam quá ấy, nó hành ít 2 máu con boss lên ấy.